Sáng nay, nước lũ ở các sông suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai dâng lên mức báo động khẩn cấp trên báo động 3, từ 1,7m đến 3,73m và đang tiếp tục lên nhanh. Nguyên nhân do trên thượng nguồn sông Hồng có mưa rất to, nước lũ đã gây ngập úng và thiệt hại cho hàng nghìn hộ dân. Tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mưa lớn đã gây thiệt hại cho 518 nhà dân, 166 hộ phải di chuyển đến nơi an toàn và gần 600 hectare hoa màu bị ngập úng, ước thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Mà cái mực nước lên rất nhanh, trong vòng có một tiếng là đã thấy nó thay đổi nhiều lắm rồi, lên rất nhiều rồi. Thế nên là đấy, các chị xem dân chúng ở trên đây là thôn xạo cả dọn từ trước, từ hầu như nếu như hỏi ra thì đến 6-7 năm nay chưa có hết. Tại thành phố Lào Cai, nước lũ trên sông Hồng đã tràn kè vào khu vực người dân sinh sống dọc hai bên sông và tiếp tục dâng nhanh. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã lập các chốt kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Các cơ quan để chỉ đạo triển khai cái việc hỗ trợ cứu đói cho người dân bằng các cái nhu yếu phẩm thiết yếu như là mì tôm, nước uống để đảm bảo cho người dân đảm bảo được cái cuộc sống trong cái thời gian di chuyển tránh lũ, đặc biệt là các tuyến đường thì đã bị sạt lở chia cắt từ trung tâm huyện đến 16 xã thì hiện nay đang bị chia cắt hoàn toàn. Theo thống kê, mưa lũ tại Lào Cai đã khiến 19 người tử vong, hơn 1.000 nhà dân bị ảnh hưởng cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác. Hiện công tác khắc phục vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Trong đêm ngày 8 tháng 9, thành phố Lạng Sơn đã di rời hơn 100 hộ dân ở khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng do mưa lớn và xả tràn từ hồ chứa Bản Lải, huyện Lộc Bình. Mực nước sông Kỳ Cùng dâng cao chạm ngưỡng báo động nguy hiểm. Nhiều khu vực tại các huyện như Tràng Định, Hữu Lũng và Văn Quan cũng ghi nhận ngập cục bộ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hiện mực nước các sông đã giảm, các công ty chủ hồ chứa thủy điện gồm Bản Nhung, Thác Xăng, Khánh Khê đã ban hành thông báo xả tràn các hồ chứa đến người dân ở hạ du và mưa lớn vẫn dự báo tiếp tục gây ngập úng và lũ quét. Tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 9 tháng 9, nước sông Bưởi cao hơn báo động 2, khiến 74 hộ dân ở xã Thạch Lâm có nguy cơ bị ngập lụt. Mưa kéo dài đã làm ngập một số tuyến đường và thiệt hại hơn 200 hectare cây trồng. Xã Thạch Lâm sẽ di rời người dân khi nước tiếp tục dâng cao. Tại huyện Bá Thước, mưa lớn đã làm 15 điểm giao thông bị chia cắt, 127 hộ dân phải sơ tán do nguy cơ sạt lở. Hiện có 2 thôn bị cô lập và huyện đã sẵn sàng huy động lực lượng ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp. Nước từ Hòa Bình, Sơn La tiếp tục đổ về sông Mã và sông Bưởi, khiến nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng chức năng đang ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn. Công tác tuần tra đê điều và hồ đập được thực hiện nghiêm ngặt nhằm kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp. Từ chiều ngày 7 tháng 9, mưa cục bộ từ 100 đến 200 mm đã gây lũ lớn trên các sông và tình trạng sạt lở đất đá, đặc biệt là tại quốc lộ 4D. Tại đoạn km 85+700, hơn 10.000 mét khối đất sạt lở đã làm tê liệt giao thông trong nhiều giờ. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, gây ách tắc giao thông như quốc lộ 4H từ xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đi huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Mặc dù chưa có thiệt hại về người nhưng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân không nên hoạt động trên sông suối và nâng cao cảnh giác trong thời gian mưa lớn kéo dài. Thưa quý vị, ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lũ nước sông dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt đối với những người dân sinh sống xung quanh khu vực bờ kè và trên sông Hồng. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên sông Hồng hôm nay đã xuất hiện lũ lớn, đỉnh cao nhất lên tới 84,91m, vượt trên mức báo động 3 1,4m. Những chuỗi số liệu quan trắc đã thu thập được cho thấy đây là trận lũ lớn hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, trước tình hình lũ trên sông có khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, ghi nhận tại các khu vực người dân sinh sống dọc theo hai bên bờ sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội chiều nay, nhiều người dân vẫn còn hết sức chủ quan. Không, chưa về được đến đây, nó phải mai nó mới về đến đây, thì từ trên nước nó phải mai nó mới về đến đây chứ nó không về ngay được đâu. Cô đây, cô coi như là nước cứ lên đến đâu cô cho vào đến đấy, chứ cô không ở ngoài này đâu. Bây giờ cháu và em nó chưa đi làm về, nó đi làm về thì cô lại cho sát vào trong kia. Mưa ở ngoài đấy thôi, vì ở trên ý nó mới là đầu nguồn thì nó mới lũ to, trên đây thì nó về cuối rồi thì nó chỉ bình thường thôi, nó không to như ở trên ý. Vụ việc nước lũ cuốn sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ khiến nhiều người thương vong trong buổi sáng nay là một hồi chuông cảnh báo. Chính quyền các địa phương, khu vực ven sông cần hết sức cảnh giác,
rà soát lại các công trình, triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó, chủ động di rời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Cùng với đó, người dân cần đặc biệt đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan trước mưa lũ.